Question 126. Prepaid rental listing agents are required to do the following, except A. Return the client fee if no referrals are submitted within 5 days of the agreement's execution. B. Provide a contract and receipt for every potential tenant, promising the return of their fee if certain circumstances are met. C. Submit an account statement to the real estate commissioner on a quarterly basis. D. Refund any funds over $25 if a rental is not procured. Correct answer is C. Submit an account statement to the real estate commissioner on a quarterly basis. A prepaid rental listing agent is required to keep records available for the real estate commissioner's inspection at any time. Agents should be prepared to submit quarterly reports to principals regarding how the funds are used. Câu 126. Môi giới giỏ hàng cho thuê trả trước phải thực hiện các công việc sau, ngoại trừ A. Trả lại phí cho khách hàng nếu không giới thiệu được khách hàng nào trong vòng 5 ngày kể từ ngày thực hiện thỏa thuận. B. Cung cấp hợp đồng và biên lai cho mọi người thuê nhà tiềm năng, hứa sẽ hoàn lại phí trong một số trường hợp nhất định. C. Gửi báo cáo tài khoản cho ủy viên bất động sản hàng quý. D. Hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào trên $25 nếu không có người thuê. Câu trả lời đúng là C. Gửi báo cáo tài khoản cho ủy viên bất động sản hàng quý. Môi giới giỏ hàng cho thuê trả trước phải lưu giữ hồ sơ để ủy viên bất động sản kiểm tra bất cứ lúc nào. Các môi giới phải chuẩn bị nộp báo cáo hàng quý cho chủ nhà về các khoản phí được chi trả.